Mình quyết định chọn cái JBL này thì mình cũng đã test thử ở ngoài cửa hàng rồi, nhưng mà khi mà mình quyết định mình mua về nhà thì mình cảm nhận nó hay hơn ở ngoài chỗ test ngoài cửa hàng nữa. Coi như là nó vừa tầm với cái không gian phòng của mình mà đồng thời nó hay giống như là trong phòng karaoke full luôn, mình cảm nhận được tuyệt vời. Chào tất cả mọi người, thì trước mặt mọi người đây là một combo JBL được phân phối tại 3 sao. Thì hiện tại thì combo này đang có chương trình khuyến mại rất là tốt của nhà hàng cho xuống. Những quý vị là chúng ta đang có nhu cầu muốn lựa chọn và lắp đặt cho mình một cái combo karaoke tại nhà vào cái thời điểm này ấy, thì đây là một cái lựa chọn rất là tốt mọi người ha. Thì lúc trưa đây thì khách hàng đã ghé bên mình và test trải nghiệm thì cảm thấy nghe rất là ok, cho nên khách hàng đã quyết định là lựa chọn cái combo này luôn. Thì một lát nữa thì sẽ mời mọi người cùng mình theo bước tới nhà khách hàng để chúng ta nghe, chúng ta trải nghiệm, chúng ta đánh giá thực tế khi được lắp đặt tại nhà khách hàng, xem âm thanh nó sẽ cho ra như thế nào. Thì mình sẽ tổng quan qua một chút về cái combo này. Thì đối với combo này thì mình phối ghép đó là một cặp loa JBL KB2010G2, kèm theo đó thì micro thì mình sẽ phối ghép đó là micro JBL VM300 và công suất thì mình phối ghép đó là một chiếc JBL Bizong 3 vang số liền công suất mọi người. Thì mình sẽ không để mọi người chúng ta chờ lâu nữa, thì mời mọi người chúng ta cùng theo bước mình ha. Ok mọi người, thì đây là cái không gian mà mình sẽ lắp đặt mọi người nhá. Thì trước mặt mọi người đây là cái combo đến từ thương hiệu JBL mọi người. Thì hiện tại thì nhà khách đang có sẵn bộ loa Bo 301 Series 5 đây. Thì nói chung là bây giờ khách hàng muốn nâng cấp lên cho nó cao cấp, hát cho nó thích mọi người. Cho nên là bây giờ thì mình sẽ thu gọn mấy cái này lại, cất qua một bên cho khách, rồi sau đó thì lắp đặt bộ mới lên mọi người. Thì bây giờ thì mình sẽ khui lắp đặt lên, rồi lát nữa mời mọi người chúng ta cùng nghe và trải nghiệm thử cái combo đang có chương trình khuyến mại này mọi người nhé. Ok, thì đây là micro JBL VM300. Thì hôm nay bạn sang mập hôm nay lại bị lôi đi tiếp mọi người này. Được biết là lâu lâu cho đi lắp một bữa, thích trong người, cười thụm thịm. Đây, hàng mới nguyên siêu 100% mọi người ha. Thì đối với bên Thiên Vũ thì trước giờ thì hàng cái tới nhà khách hàng thì khi đó mới khui này kia đó. Đây, JBL Bizong vang số tích hợp công suất mọi người, được phân phối tại 3 sao ha. Thì tổng không gian này đâu đó khoảng tầm 15m2 mọi người. Nói chung là đối với combo này thì mình không có phối ghép súp. Ví dụ như sau này mà khách muốn chơi lực hơn, áp lực hơn thì khách chỉ cần là bổ sung thêm một chiếc súp nữa là ok thôi mọi người nhé. Súp thì cũng tùy dòng chị. Ví dụ như khoảng tầm 20 triệu gì đó, hơn. Có loại thấp hơn thì khoảng tầm 10 mấy triệu gì đó. Đối với phòng này thì dạ. Phòng này có súp hả? Có thì nó hay hơn, nó đúng rồi. Mấy cái đó thì mình nâng cấp sau, khi nào nhu cầu mình xài, mình có nhu cầu lực hơn, mạnh hơn thì mình nâng cấp, còn không thì vậy cũng vừa rồi. Chỉnh sao hay hay nha, để xem tuần thôi, mấy nó qua mấy nó quảng chị quảng cáo đi cho mấy nó học trước mấy nó mua. Tiếp đến là thứ quan trọng nhất đó là cặp loa mọi người ha. Đây bạn đang khui đây, đang còn nguyên tem của 3 sao đây mọi người ha. Đây là phiếu bảo hành của 3 sao. Đấy, hàng chính hãng 100% mọi người nhé. Đôi khi cứ thấy nói là hàng khuyến mại, đôi khi khách hàng cứ sợ là hàng không thật. Đấy, chúng ta có thể là so cái số seri ở trên cái phiếu bảo hành này với ở phía ngoài thùng đó mọi người ha. Nó trùng khớp với số seri là ok là đây. Đây, chúng ta sẽ so với đây mọi người nhé. Đó. Này thì thùng làm rất là chắc chắn, thùng hai da. Ngoài một lớp bên trong còn một lớp nữa. Cái này mà nếu mà bán phế liệu thì nếu mà thùng mà ai mà sưu tầm giấy cắt tông để mà bán phế liệu thì khá là ổn đấy mọi người. Thùng rất là nhiều lớp mọi người ạ.
Rồi hôm nay sang tháo được mấy cái loa này ra, khênh ra khỏi thùng là giảm đi tầm 1,5 kg á. Khỏi cần phải mua thuốc uống giảm cân. Phía sau cũng có tem 3 sao luôn mọi người nhé. Số seri đầy đủ hết. KB2010G2. Rồi mình quay qua như vậy thôi. Lát nữa mời mọi người chúng ta quay lại, chúng ta nghe và test thử chất âm. Thì đó mới là cái vấn đề quan trọng nhất mọi người ha. Ta với anh mỗi người một nơi, gặp lại nhau giờ đây bóng đã phai theo tháng ngày, ngoài trời mưa buồn than. Chào mọi người, thì đây là khách hàng đã vừa mới test và vừa mới trải nghiệm xong cái combo mà mình đã vừa mới lắp đặt xong. Thì để mà khách quan hơn thì mình sẽ nhờ khách hàng đánh giá đôi lời về cái cảm nhận của khách hàng mọi người ha. Dạ, chị có thể cho em xin đôi lời để đánh giá của chị khi chị đã trải nghiệm trên cái combo này không chị? Thì trước kia thì mình cũng đã dùng qua karaoke nhiều hiệu rồi, Boss rồi tùm lum hết. Nhưng mà cuối cùng mình quyết định chọn cái JBL này. Thì mình cũng đã test thử ở ngoài cửa hàng rồi, nhưng mà khi mà mình quyết định mình mua về nhà thì mình cảm nhận nó hay hơn ở ngoài chỗ test ngoài cửa hàng nữa. Coi như là nó vừa tầm với cái không gian phòng của mình, mà đồng thời nó hay giống như là trong phòng karaoke full luôn. Mình cảm nhận được tuyệt vời. Dạ vâng, em một lần nữa trả lời cho công ty Thiên Vũ, cảm ơn chị rất là nhiều nha. Dạ. Thì list thì mình tổng quan qua một chút như vậy thôi. Thì đối với combo này thì đang có chương trình khuyến mãi rất là tốt của nhà hàng. Nếu quý vị nào chúng ta đang có nhu cầu muốn lắp đặt và muốn trải nghiệm thì chúng ta có thể là ghé showroom bên mình để chúng ta trải nghiệm một cách thực tế, chúng ta đánh giá một cách thực tế để xem là một combo đang có chương trình khuyến mãi tốt như vậy thì cái chất âm của nó như thế nào. Thì mình sẽ tạm dừng clip ở đây. Thì nếu mọi người thấy ok cho mình một like. Bye cho mọi người ha.